Ok, máy rửa bát Bosch SMS46MI05E là một trong những dòng sản phẩm máy rửa bát Bosch được yêu thích và đánh giá cao nhất thuộc thế hệ Series 4. Với một mức giá dưới 19 triệu đồng, thì SMS46MI05E sở hữu một hệ thống chức năng hiện đại mạnh mẽ, được nhận định đã vượt trội hơn so với những cái dòng sản phẩm cùng tầm giá khác. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua một chiếc máy rửa bát ở khoảng giá này, thì SMS46MI05E là một sự lựa chọn hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Vì cái model máy rửa bát Bosch SMS46MI05E này là model với dáng đứng độc lập, nên tùy vào từng diện tích của gian bếp và tùy vào từng phong cách thiết kế bếp mà mình có thể lựa chọn cách để lắp đặt máy. Chẳng hạn như có những cái gian bếp mới này, thiết kế hiện đại này theo hướng mở này, mới mẻ này, thì có thể lắp đặt máy rửa bát Bosch SMS46MI05E âm tủ. Nếu mà gian bếp nào rộng rãi một chút thì có thể để máy đứng độc lập, rất là thoải mái và tiện nghi. Thỉnh thoảng âm thanh của chiếc máy rửa bát thực sự khiến bạn cảm thấy lo lắng. Với hệ sinh thái im lặng, máy rửa bát của bạn sẽ hoạt động yên tĩnh hơn bao giờ hết. Hệ sinh thái im lặng là một thiết kế đặc biệt với động cơ không chổi than, không sử dụng than carbon. Sự hoạt động mạnh mẽ của động cơ này sẽ giúp giảm thiểu tiếng ồn ở mức thấp nhất, trong khi vừa tiết kiệm được nguồn năng lượng và tiết kiệm được nguồn nhiên liệu lâu dài. Giúp máy rửa bát hoạt động thuận tiện cả ban ngày lẫn ban đêm, trong cả không gian bếp đóng cũng như là không gian bếp mở. Với động cơ im lặng EcoSilent vận hành êm ái, giảm thiểu tiếng ồn một cách tốt nhất. Ngoài ra, máy còn có những cái tính năng bổ sung khác như là tính năng Vario Speed này. Tính năng Hygiene Plus này là tính năng vệ sinh thêm này. Hoặc là sấy khô hoàn hảo với Extra Dry này. Tiếp đến sẽ là tính năng rửa nhanh Vario Speed Plus. Công nghệ Vario Speed giúp vật dụng rửa khô ráo và sạch sẽ hoàn hảo trong thời gian ngắn nhất. Thời gian rửa sẽ được rút ngắn đến 66% và nhanh gấp 3 lần so với thời gian rửa thông thường. Chỉ với một lần chạm, bát đĩa sẽ được làm sạch hoàn hảo hơn. Hãy khởi động tính năng này trong các bữa tiệc gia đình với số lượng bát đĩa lớn nhé. 100% bát đĩa sẽ được làm sạch hết sức hoàn hảo. Ngoài hai tính năng đó ra thì còn có tùy chọn vệ sinh thêm Hygiene Plus. Tùy chọn vệ sinh tối đa cho vật dụng rửa sạch sẽ ở mức hoàn hảo. Vật dụng rửa sẽ được làm sạch ở nhiệt độ cao nhất với cái tính năng này. Nhiệt độ liên tục gia tăng đến 70 độ C trong khoảng thời gian từ 10 phút trở lên. Tính năng này phù hợp với những gia đình có yêu cầu vệ sinh khắt khe hoặc những gia đình có trẻ nhỏ. Thì các chương trình bao gồm chương trình rửa chuyên sâu Intensive 70 độ dành cho nồi chảo bẩn nặng này. Tiếp đến là chương trình rửa tự động auto 45 độ đến 65 độ C dành cho tất cả các dụng cụ rửa này.
Tiếp đến là chương trình rửa tiết kiệm Eco 50. Thì cái chương trình này là một cái chương trình sinh thái rửa hết sức tiết kiệm điện và nước. Tiếp đến sẽ là chương trình rửa siêu yên tĩnh ở 50 độ C này, dành cho tất cả các loại dụng cụ rửa. Rồi đến chương trình rửa ly ở 40 độ, dành cho cốc, chén hoặc là ly thủy tinh. Chương trình rửa trong vòng 1 giờ ở 65 độ, dành cho những cái vật dụng bẩn phổ biến hoặc là vết bẩn hơi bám lại một chút trên bát đĩa. Thì phía bên tay phải của cánh cửa máy sẽ là nút khởi động Start. Bạn chỉ cần nhấn và giữ trong vòng 3 giây để đưa máy vào trạng thái hoạt động. Ok, và đây là tổng quan phía bên trong của cái model này. Thì bên trong model sẽ gồm có 3 dàn rửa này. Dàn rửa trên cùng là dàn rửa thứ nhất này. Dàn rửa giữa này. Và dàn rửa bên phía cuối cùng của máy. Thì đối với cái dàn rửa thứ nhất là cái dàn rửa cao nhất ở trên cùng, là cái dàn rửa mà mình có thể xếp đũa thìa này, hoặc là dao kéo hoặc... Dàn rửa thứ hai là cái dàn rửa ở giữa, thì cái dàn rửa này sẽ có những cái thanh dây và những cái rãnh có thể gập vào hoặc là lật ra rất là dễ dàng. Và cái dàn rửa này thì thích hợp là để bát đĩa này, hoặc là để những cái tô thủy tinh lớn này. Và cái dàn rửa cuối cùng có thể kéo ra khỏi máy này, thì cái dàn rửa cuối cùng này sẽ thích hợp nhất để đựng những cái loại nồi niêu xoong chảo to với kích cỡ lớn. Bên cạnh giỏ đựng rác là một cái ngăn đựng muối với tác dụng là bổ sung muối thường xuyên để làm mềm nước, tránh tình trạng là làm tắc các hệ thống ống nước trong máy rửa bát trong suốt quá trình rửa. Phía bên trong cánh cửa sẽ là ngăn đựng dầu bóng này và các cái chất tẩy rửa này. Dầu bóng thì có thể được gọi là nước làm bóng nhé. Nước làm bóng thì có tác dụng là làm tăng độ sáng bóng cho bát đĩa trong suốt quá trình rửa này. Mình sẽ mở cái nắp ngăn này ra này để đổ cái nước làm bóng vào này. Ok, đấy là những cái khám phá bên trong của máy rửa bát và toàn bộ những cái chương trình của máy rửa bát Bosch SMS46MI05E.
Và những cái thao tác này hết sức đơn giản không nào? Mình nghĩ rằng mọi người ai cũng sẽ làm được hết.